Tiếp theo video về E8 đợt trước, trong phần 1 thì các bạn sẽ thấy là bên mình đã làm đủ mọi thứ để xử lý cái vấn đề gõ của chiếc xe này, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Thì các bạn có thể thấy là sau khi thay van SCV rồi, và các bạn có thể nghe thấy cái tiếng gõ của động cơ rất là rõ ha. Và trong cái video ngày hôm nay thì các bạn sẽ xem nguyên nhân chính xác tại sao cái động cơ này nó lại gõ như vậy. Và bên mình đang nghi ngờ là bên trong động cơ của cái con E8 này nó có vấn đề, nên là bên mình sẽ tiến hành tháo rã toàn bộ động cơ ra để nhìn xem bên trong xem là cái piston xi lanh của nó có vấn đề gì hay không. Đây các bạn thấy là bên mình đang tiến hành rã cái động cơ E8 này ra nha. Thì cái quá trình rã này cũng tương đối là nhanh thôi, chỉ mất khoảng tầm 3 giờ đồng hồ là sẽ nhìn được cái mặt quy lát của cái động cơ này. Và đây chính là cái nguyên nhân khiến cho cái chiếc xe này bị gõ, và bên mình đã đoán không sai, đó chính là bị cong gen các bạn. Các bạn nhìn cái bề mặt các cái piston này thì các bạn sẽ khó đoán, nhưng mà xíu nữa mình sẽ tháo cái trái nó ra bên ngoài thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Nhưng mà các bạn nhìn cái những hình ảnh này này đó các bạn, nếu các bạn nào mà thợ thì sẽ nhìn ra ha, là nó bị cong. Nhưng anh em chúng ta thì không chuyên thì chúng ta sẽ không nhìn ra đâu. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái cây gen hay còn cái thanh truyền của cái trái số 3 và cái trái số 4, số 4 á, các bạn sẽ xem nó cong như thế nào ha. Và đây chính là cái bốn cái trái piston của cái con E8 này, các bạn có thể quan sát ha. Đó. Đó các bạn thấy bắt đầu có thấy nó cong cong chưa? Đó, nó cong rất là nhẹ nha. Anh em nào, nói chung anh em nào mà không tin mắt lắm thì cũng không nhìn thấy. Đây các bạn thấy trái thứ ba không? Đó, nó cong nữa các bạn thấy chưa? Các bạn thấy nó cong cong chưa? Đó, nó cong dền đó. Và chính cái hiện tượng cong dên này nó gây ra tiếng gõ không cách nào, không làm mọi thứ mà vẫn không được. Đó là cái xe này bị cong dên các bạn nha. Và đặc biệt là cây số 3 và cây số 4 là bị nặng nhất. Nặng nhất vẫn là cây số 3, bởi vì cái chiếc xe này nó bị thủy kích. Mặc dù cái chiếc E8 này không lội nước nhưng nó bị thủy kích, làm cho cái cây dên số 3 nó cong nhất, và tiếp đến là cây dên số 4. Còn cây dên số 1, số 2 thì các bạn khó có thể nhìn bằng mắt thường. Và nguyên nhân đây các bạn, nguyên nhân đây, đây, đây. Đây là đặc trưng của việc thủy kích trên các cái dòng xe Euro 4 nha. Chỉ có Euro 4 nó mới bị thủy kích như thế này thôi. Nguyên nhân đó chính là đây, đây chính là cái két làm mát EGR. Và cái két này các bạn hãy nhìn rõ, cái mình quay cận cảnh các bạn xem, nó đã được hàn lại nha. Nó đã được hàn lại. Vậy thì tại sao lại bị cong dên là do thủng cái két EGR này nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái vết hàn đấy. Đó là nguyên nhân. Cái két EGR này thủng và nước làm mát nó chui vào trong động cơ, nó gây ra thủy kích. Nha.
Và cái nguyên nhân tại sao cái két là Mark EGR này nó lại bị hỏng, trong khi đó cái xe này tập trước các bạn thể xem là nó chạy chưa tới 100.000 cây. Và nguyên nhân đây nha các bạn, các bạn hãy nhìn những cái ống nước này đó, trên cái khoang động cơ, những cái áo nước của cái động cơ này, các bạn sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh mà có thể đoán là tại sao mà cái két EGR nó lại bị và đây là cái mà các bạn sẽ gặp rất nhiều trong thời gian tới trên những cái dòng xe Euro 4 này. Các bạn thấy là cái mặt máy mình quay, và mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái lốc máy chạy chưa tới 100.000 cây mà nó ra rỉ như thế này. Vậy thì các bạn đã biết sơ sơ cái nguyên nhân của cái chiếc xe này tại sao nó lại bị thể kích chưa? Tại sao mà cái két là Mark EGR nó lại lủng chưa? Đấy, tất cả nó đều có nguyên nhân nha. Các bạn thấy cái lòng xi lanh nó rỉ hết rồi. Trong video sau thì mình sẽ phân tích cho các bạn kỹ hơn, sâu hơn nguyên lý tại sao mà cái nước làm mát nó lại gây ra một cái động cơ bị đại tu máy như thế này. Cái con này phải đại tu rồi các bạn, bởi vì các bạn thấy cây gen của nó căm rồi không? Rất may là cái động cơ này nó chưa có phá hủy đấy, chứ còn không thì nó làm căm cái cốp máy thì các bạn sẽ thấy là nó nguy hại đến cỡ nào đó. Cái động cơ bên mình tháo hẳn ra bên ngoài đó, và mình sẽ tháo ra và mình đại tu lại cái động cơ này ha. Đây là cái trường hợp rất đặc biệt của các cái dòng động cơ đời mới Euro 4 ha, các bạn lưu ý và hãy đón xem video tiếp theo, mình sẽ nói rất kỹ về cái vấn đề này. Xin chào, hẹn gặp lại.